Mày gọi tao ra đây có chuyện gì không? Mày có nhớ những điều tồi tệ mày làm hồi lớp 9 không? Tao nhớ chứ. Tao tưởng anh em mình đã ổn rồi cơ mà. Nếu mày nghĩ anh em mình ổn ấy, thì mày là một thằng ảo tưởng hơn tao nghĩ. Tao xin lỗi nhé. Mày đúng là một thằng bạn tồi. Chân thành với nhau chứ. Đáng lẽ tao không nên làm như vậy.